Shop online Tân Ánh chào anh em nhá. Bây giờ là đang chín vụ mùa bắt ong rừng, ong bò vẽ, ong đất, ong cây nhá. Shop Tân Ánh hân hạnh phục vụ các bác toàn quốc và cái đồ gọi là phụ kiện, quần áo bảo hộ để anh em bắt ong rừng, ong bò vẽ. Bây giờ là đang chín mùa, anh em nhu cầu rất là nhiều. Shop mới nhập hàng rất là nhiều đây, đủ để cung cấp cho anh em toàn quốc. Các bác nào có nhu cầu mua sỉ và bỏ lại thì cũng vui lòng liên hệ trực tiếp để có được cái giá tốt nhất nhá. Rồi các bác nào mà mua một bộ về chơi về dùng thì cái alo trực tiếp cho shop, shop sẽ ship hàng COD, COD về tới nhà cho các bác này, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn, không phải đặt cọc nhá. Các bác lưu ý kỹ nhá, không cần đặt cọc, chỉ cần gọi điện trực tiếp đến một trong các số điện thoại của shop đây. Các bác lưu ý kỹ này, là khi đặt hàng, các bác đặt hàng bên shop online Tân Ánh nha, Tân Ánh hoặc Ngọc Ánh đến từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Đấy là tránh nhầm lẫn với đơn vị khác các bác nhá. Số lượng hàng rất là nhiều, hàng vào liên tục, làm với số lượng lớn thì được cái giá thấp nhất, ưu đãi nhất. Con chào các bác. Phục vụ cho các bác nhá. Các bác nào có nhu cầu mua sỉ nhá, mua đồng liên hệ trực tiếp để nhận được cái giá tốt nhất. Còn các bác mua một bộ ship shop là ship theo lên là đến nhà các bác luôn. Để tư vấn kỹ thêm cho các bác lựa chọn được một bộ quần áo bảo hộ ưng ý vừa vặn với người mình nhé. Shop xin giới thiệu với các bác đây. Bộ này là cái bộ cao cấp nhé, bộ cao cấp này, chất liệu bằng da. Nhiều video khác tôi đã giới thiệu kỹ rồi, các bác xem được qua sẽ nắm được. Nhưng mà cơ bản phụ kiện của nó thì sẽ bao gồm là cái khẩu trang theo kiểu mặt nạ chống độc này, cái kính chống ong đái này, đôi găng tay cao su phụ thêm cho các bác để các bác khai thác ong đất, ong bạc chán nhé. Một cái mũ bảo hộ màu đỏ hoặc màu vàng tùy từng đặt hàng. Đặt này thì khá nhiều màu đỏ đấy. Đã đem nguyên một bộ. Thế còn để cho các bác lựa chọn được cái size số thì nó vừa, nó phù hợp thì nó sẽ có 3 size các bác nhé. 3 size cho các bác lựa chọn. 42 nha, 42. 42 thì dành cho anh em cao trên 1m6, dưới 1m65 nhá, dưới 1m65, nặng khoảng 45 đến hơn 50 cân. Thế còn cái size nữa là size 43 thì dành cho anh em mà cao từ 1m65 tới 1m7 hoặc 1m71, 1m72 nhá, nặng khoảng trên dưới 60 cân, trên dưới 60 cân nhá. Thế còn cái bộ 44 thì sẽ dành cho các bác mà cao trên 1m7, nặng thoải mái luôn, 70 cân, 80 cân, 90 cân đều mặc được hết nhá. Bộ này là dành cho anh em là khủng nhất thì sẽ mặc được cái bộ số 44 đây. Các bác lưu ý kỹ này. Đây là người mẫu của shop cậu em nhà mình đã mặc sẵn đây cho các bác xem. Cái bộ này ấy, là cái bộ bảo hộ giúp các bác khai thác được ong bò vẽ, ong rừng, ong đất, ong bạc chán thì là nó kín tuyệt đối, không có chỗ nào để ong chui vào người các bác được. Và thứ hai là nó có khả năng chống được đốt xuyên, chống đốt xuyên các bác nhá, chống đốt xuyên. Cái chất liệu này rất là dày, này, rất là dày. Các bác cứ sờ vào đấy là các bác sẽ biết là nó dày đúng rồi này. Khi các bác được kiểm tra hàng trực tiếp, nó kín đáo nhá, kín đáo là găng tay, may liền với áo, áo may liền với quần, quần và áo may liền với mũ và tất cả lại may liền với ủng nữa. Đây, các bác thấy nhá, tạo thành một khối kín tuyệt đối luôn. Và cái đặc tính nữa ấy, là cái bộ này nó cũng tương đối là thoáng mát cho các bác khai thác ong, nó không quá nóng như những cái bộ bằng bạc, nó rất là nhiều ô thoáng. Ô thoáng to nhất là phía sau lưng này, ô thoáng trên đầu một ô, trên đầu này nữa hai ô nữa, hai bên sườn hông này các bác này, cái đùi gối này là sẽ có hai ô cho các bác, đằng trước ngực có hai ô to, hai ô to. Và các bác hoàn toàn yên tâm là cái độ kín của nó nữa là ở cái chỗ đường kéo khóa này, nó chỉ có một đường kéo khóa duy nhất để các bác tháo ra và các bác mở. Và cả cái đường này là được bảo vệ bằng miếng dán, cả đường này là được bảo vệ bằng cái miếng dán nguyên hết luôn các bác nhé. Khi các bác kéo khóa xong con dán vào đây này thì đảm bảo chặt tuyệt đối, không ong nào tấn công được nhé. Bộ này rất là ok, các bác không phải suy nghĩ nhá. Cái này thì khi các bác đi khai thác thì các bác nên có hai người để hỗ trợ trong cái quá trình gọi là mặc và tháo, tại vì nó sẽ dày nó khó. Đây. Đấy.
Tao dọn lột tay. Lột tách đi. Bộ này cực kỳ là dày luôn. Đây là phía trong của nó các bác nhé. Đây phía trong của anh này. Đấy. Da dày cực kỳ. Cái găng tay này. Đây. Mặt trong này. Láng lớp dù luôn. Phía ngoài thì láng lớp nhựa. Các bác sờ vào nó dẻo nó mát. Đấy. Và bộ này có khả năng trèo cây rất tốt các bác nhé. Rồi. Đấy. Anh em các bác có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với lại shop Tân Ánh nhá. Các bác lưu ý kỹ, shop Tân Ánh đến từ Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Đây, các bác tin tưởng ủng hộ shop thì các bác vui lòng tìm đúng địa chỉ shop Tân Ánh hoặc shop Ngọc Ánh, tránh nhầm lẫn với đơn vị khác nhá các bác nhá. Số lượng hàng có rất là nhiều. Đây, các bác lưu ý kỹ này, tất cả những đầu số này là của shop Tân Ánh và shop Ngọc Ánh. Các bác alo trực tiếp có thể gặp được tôi hoặc bà xã tôi, còn không thì sẽ gặp được anh em thành viên của shop trả lời cho các bác, nhận hàng đối với các bác nhé. Các bác tạm dừng màn hình một chút, lấy cái 5 số điện thoại của shop này, con lưu ý kỹ này, ủng hộ shop thì mua đồng tìm đúng địa chỉ của shop nhé, shop Tân Ánh, Ngọc Ánh, đến từ Nhân Nam, Tây Nguyên, Bắc Giang. Anh em nào có nhu cầu mua sỉ thì vui lòng lên tay alo nhá, số lượng có rất là nhiều. Đấy. Nhập hàng số lượng nhiều để đảm bảo cho các bác cái giá tốt nhất ngày hôm nay nhé. Chỉ còn một duy nhất giá đảm bảo cho các bác cái giá tốt nhất. Cài ông bỏ vé ông đất nhé. Cái mặt hàng này nhá các bác nghĩ đó là đồ bảo hộ đảm bảo an toàn cho các bác về sức khỏe khi đi khai thác ông. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau nhé.